Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 9 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 5 token Stardust nè bạn. Thì bạn nào có làm dự án này thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, mở link form ra để khai báo để token nó phân phối các bạn. Thì các bạn lưu ý chương trình airdrop này nó chỉ dành cho 1.000 lucky winner may mắn các bạn. Thì mình cũng không biết có nằm trong danh sách winner hay là không, thì các bạn nên cứ khai báo trước đi kia đã. Thì để khai báo được thì các bạn cấp mở cái link bot cho Telegram trước kia các bạn đã khai báo nè, rồi các bạn copy username Telegram trước kia các bạn đã chatbot nè, rồi email 7/10. Ôi sorry các bạn, dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ anh em của tất cả các bạn thôi các bạn, thì bạn ghi họ và tên của tất cả các bạn nha các bạn. Mình tưởng đâu nó khai báo username Twitter này nọ đâu chứ. Quỳnh Giang Anh. Rồi dòng thứ hai thì các bạn đi địa chỉ email của tất cả các bạn nè các bạn. Rồi dòng thứ ba thì các bạn dùng địa chỉ với BNB Smart Chain trước kia các bạn đã khai báo trên bot, thì các bạn copy địa chỉ này lại nha các bạn. Không nhân được ACD. Rồi bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi thì balance của tất cả các bạn được bao nhiêu thì các bạn điền vào bấy nhiêu các bạn. Thì các bạn bấm vào một update nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lại nha các bạn. Đấy. Rồi các bạn chụp màn hình lên giúp mình nha các bạn. Balance mình đây nè, mình được 80. Rồi các bạn copy số 16 này đi. Rồi các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn gửi vào cái link form này các bạn. Ơi, balance mình được 80 nè. Balance upper balance. Rồi mình được 85 token chứ. Balance được 5 nữa chi. Rồi các bạn gửi lên một bức ảnh các bạn đã chụp hồi nãy nha các bạn. Thì dòng mình mà về con này khá là ngon các bạn. Không biết mình có win hay là không nữa. Rồi các bạn gửi đi. Rồi tải lên. Nếu không win cũng chả có mắc cái gì. Rồi sau đó các bạn kiểm tra thông tin lại một lần nữa có chính xác không các bạn. Nếu chính xác xong xuôi hết thì các bạn về bấm gửi thôi các bạn. Rồi ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút con token Stardust đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thôi nhé.